Sao hôm nay cậu không tập thể dục buổi sáng? Ốm. Cậu vẫn đang khỏe cơ mà. Vừa khỏi rồi. Này, cô làm cái gì đấy? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu có biết phép lịch sự là gì không? Không. Tôi không đùa đâu. Từ ngày nhập trường đến bây giờ đã hơn một tháng mà không có hôm nào cậu chịu dậy tập thể dục buổi sáng cả. Như vậy là không có tinh thần tập thể. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Lần nào tôi nghỉ cũng là đều do tôi ốm. Cô đã không hỏi thăm tôi thì thôi. Đằng này lại hạnh hoẹ. Thế thì ở đây ai là người không có tinh thần đồng đội hả? Cậu toàn giả vờ thì có. Nói thật, tôi giả vờ đấy. Cậu... Nhưng mà biết làm sao được. Trời sinh tôi ra là có khả năng muốn gì được nấy. Đành chịu thôi. Không tin hả? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy. Ngày mai lớp mình sẽ được nghỉ thể dục buổi sáng. Chắc dự báo thời tiết nói mai mưa chứ gì. Không hề nhá. Nếu như không tin có thể kiểm tra. Này. Đấy. Dự báo thời tiết nói cả tuần này đều không mưa nhá. Và tôi nhấn mạnh thêm một điều là chỉ duy nhất lớp mình được nghỉ mà cả trường đều vẫn phải tập. Tôi còn sẽ bắt cô phải tự nguyện quét sân nửa tháng nữa cơ. Cậu tính sao? Nếu như tôi không làm được thì cô có thể yêu cầu tôi làm bất kỳ điều gì và ngược lại. Sao, dám chơi không? Cơ hội ngàn năm đấy. Làm gì có chuyện chỉ riêng lớp mình được nghỉ thể dục. Trừ khi cậu ta thôi miên được thầy Mạnh thôi. Phải đấy, cậu có thể yêu cầu cậu ta từ nay tập thể dục nghiêm túc. Bắt cậu ta chấp hành mọi kỷ luật của trường. Thế mới cao tay chứ. Nhưng trường mình cấm cá độ mà. Trời ơi, mình có cá độ bằng tiền đâu mà sợ. Nhưng chẳng hiểu thế nào, tớ vẫn thấy nghi nghi. Sao, sợ hả? Nếu như vậy thì từ nay về sau đừng xía vào chuyện của thằng này nữa. Khoan đã. Có thật, nếu thua, cậu sẽ thực hiện theo yêu cầu của tôi không? Cậu đây đã nói là sẽ làm. Sẽ thực hiện cả hai việc chứ. Đây vừa nói đấy thôi. Sẽ làm cho cả lớp được nghỉ thể dục buổi sáng. Và cô sẽ phải quét sân trong nửa tháng. Ai thắng sẽ được quyền yêu cầu người kia làm một việc bất kỳ. Được, tôi đồng ý. Cậu Giá Lâm. Chúng tôi đến thay ca. Ca trực bình thường, bàn giao cho hai đồng chí. Cảm ơn. Không có gì. Về nhé. Chúng tôi về trước. Bọn mình đang trực mà. Nói cho cậu biết, đây là phong cách trực của tôi. Nếu như cậu mà còn có thành kiến như vậy sẽ làm tôi tổn thương đấy. Mình thắng chắc rồi. Chưa đến giờ mà bổ chắc lép thế. Cậu nhìn xem, trời không mưa, cửa không khóa, bốn bề yên ắng, thì cớ gì mình lại không tập thể dục? Anh Quân của tôi đã nói thì anh ấy sẽ làm. Được vậy thì tốt. Anh ấy sẽ không thua đâu. Một, hai, ba. Đến giờ rồi. Phòng nữ đã dậy chưa? Lớp trưởng đấy. Dậy rồi. Chúng tôi chuẩn bị ra tập thể dục đây. Sao vậy? Sao vậy? Thầy giáo vừa gọi cho tôi nói là... Sao? Hôm nay lớp mình nghỉ thể dục. Sao lại thế? Yeah. Thấy chưa? Thắng rồi. Yeah. Thắng rồi. Thua làm sao được? Mình phục mình quá. Thầy có nói lý do vì sao cho lớp nghỉ không? Tôi chưa hỏi. Sao lại chưa?
Thì tại... Vì cậu đây không thích thầy giáo bị làm phiền. Lần sau nếu có cài chim lợn, tìm ai đó nhanh nhẹn một tí nhé. Đừng vội tự mãn, mới được một việc thôi. Yên tâm, màn kịch hay đã bắt đầu đâu. Này, nếu sốt ruột thì cầm điện thoại mà gọi cho thầy đi nhá. Cậu đi làm nhiệm vụ đấy. Ơ, sao hắn lại cầm điện thoại của lớp trưởng? À, lúc nãy thầy báo nghỉ học, tớ đang định hỏi vì sao thì cậu ta rằng lấy, không trả nữa. Hỏng rồi, tay gọi cho thầy đi. Ừ. Sao? Hả? À, ừ. Dạ, thưa thầy, em muốn hỏi tại sao hôm nay lớp mình lại được nghỉ thể dục ạ? Trời mưa thì tập thế nào được. Mà dạ. Vừa nãy, sao tôi chưa nói xong, em đã ngắt điện thoại. Thầy ơi, trời có mưa đâu ạ? Sao lại không? Chỗ tôi đang ở mầm như chút đây này. Dạ. Dạ vâng ạ. Thôi, họa lớn rồi. Làm tốt lắm. Hôm nào gặp, cậu sẽ trả công hậu hĩnh. Anh em với nhau công xá gì, hôm tới mày nhớ đến party là được. Chắc chắn rồi. Tiệc tùng là nghề ruột của cậu mà. Thế nhá. Ok. Không tin được. Ông làm cách nào đấy? Cách nào không quan trọng, nhưng nếu từ giờ được nghỉ thể dục luôn thì tốt. Chán. Cả một cái công trình tim óc của người ta chứ có phải chuyện đùa đâu. Làm sao mà phát tiết mãi được. Thì ông cứ nói đi, để bọn này còn học tập. Lại đây. Cô là con thầy Mạnh, giáo viên trường cảnh sát hả? Nước lấy ở đây. Cái gì thế? Dạ, con đây ạ. Con uống nước nhỡ tay thôi ạ. Trời ơi. Úi dồi, trời mưa to quá. Cái gì? Mưa. Chắc sáng nay bố không vào trường được rồi. Dạ, chào thầy, em xin nghe ạ. Ừ, thầy đây. Hôm nay lớp nghỉ thể dục, em quản lý cho tốt, đừng để các bạn mất trật tự nhá. Dạ. Thầy ơi, sao hôm nay lại nghỉ ạ? Cái cậu này, không thấy là trời đang... Điện thoại của tôi. Sao? Điện cái gì mà điện? Cậu không nghe thầy bảo là hôm nay lớp mình được nghỉ thể dục à? Ơi cái cậu này, chưa nói hết đã tắt máy rồi. Ôi giời, sinh viên mà, nghe được nghỉ chắc sướng quá, lại ngủ tiếp rồi. Ông còn lạ gì nữa. Thanh niên bây giờ tệ quá. Ông biết con thầy Mạnh? Không, nhưng mà tôi nghe mấy thằng bạn tôi nói nó là một thằng cuồng game. Thì sao? Đúng là đầu tõ bằng quả nho à. Không biết quân cậu là game thủ level cao à. Tôi chán, tôi bỏ lâu lắm rồi. Nhưng mà thằng bé vẫn còn sùng bái. Vừa nghe thấy tên tôi, nó đã nhảy cẫng lên đòi giúp rồi. Thế là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ông. Từ giả mưa, cháo kính thầy, cho đến đi trực cùng tài đơ. Đúng là thần cơ diệu toán. Lại thêm thằng bạn học điện ảnh và con thầy làm nội ứng nữa. Hà Canpo, đào đâu ra cửa thắng. Bái phục. Màn hay vẫn chưa bắt đầu đâu. Tôi lại nghĩ nó đã bắt đầu rồi đấy.